Chuyện ngụ ngôn, cáo và gà trống. Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời đang lặn sau những ngọn núi, một chú gà trống bay lên cành cây cao, vỗ cánh ba lần rồi cất tiếng gáy thật to trước khi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đôi mắt lim dim của nó chợt sáng lên khi phát hiện ra con cáo đứng ở dưới đất từ lúc nào. Bạn đã nghe những tin tức tuyệt vời trong ngày hôm nay chưa? Cáo chủ động lên tiếng một cách rất vui vẻ và phấn khích. Tin tức gì vậy? Gà trống dù rất sợ cáo nhưng cố giữ bình tĩnh cất tiếng. Gia đình của bạn và của tôi và tất cả các loài động vật khác đã đồng ý quên đi sự khác biệt và quyết định sống trong hòa bình, tình bạn từ giờ trở đi mãi mãi. Hãy nghĩ về điều đó, tôi chỉ đơn giản là không thể chờ đợi thêm để được ôm bạn. Hãy đi xuống, bạn thân mến, và chúng ta hãy ăn mừng sự kiện này. Thật tuyệt vời làm sao? Tôi thực sự rất vui mừng trước tin tức này. Gà trống nói. Nhưng đồng thời, gà trống cố tình tỏ ra hời hợt với cáo và thấp thỏm nhìn về một hướng khác. Bạn đang nhìn cái gì vậy? Cáo hơi lo lắng hỏi. Tôi thấy giống như có một vài con chó đang đi về phía này. Chắc hẳn chúng đã nghe tin tốt lành và... Cáo không đợi để nghe hết lời nó của gà trống. Nó bắt đầu bỏ chạy. Đợi đã. Gà trống kêu lên. Tại sao bạn lại bỏ đi vậy? Chẳng phải bây giờ họ cũng là bạn bè rồi sao? Vâng. Cáo trả lời. Nhưng họ có thể chưa biết tin. Ngoài ra, tôi có một việc rất quan trọng cần phải làm mà tôi quên mất. Gà trống mỉm cười vùi đầu vào bộ lông và chìm vào giấc ngủ. Nó đã thành công trong việc đánh lừa một kẻ thù rất xảo quyệt. Bài học rút ra, kẻ chuyên đi lừa bịp cũng rất dễ bị lừa.